Vâng, và lời đến đầu tiên, tôi phép chủ Duy Long kính chúc cho cô chú anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Cũng cảm ơn cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ Long và theo dõi Long. Nay kênh cũng Long cũng được trên 16.000 người đăng ký rồi cả nhà. Long cảm ơn, xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ạ. Và bây giờ thì Long xin gửi tặng cho đại gia đình mình một ca khúc được mang tên Nhìn đời mà sống, một sáng tác của ca nhạc sĩ Quy Thái. Kính mong cả nhà mình cùng thưởng thức. Tôi vui nào nhà cao cửa rộng, tôi lắm bạc nhiều tiền, kẻ đón người đưa đắm say mến tình, đêm đêm tôi nhốt mình vào trên đăng. Người đừng nghĩ tôi ngoan, tôi cúi đầu vẫn già vì lẽ sống ở xác tôi điều tan, giàu nghèo điều giống.